tuyệt vời đúng không ạ? Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn đội văn nghệ của gia đình rất là nhiều. Và quý vị thân mến ạ, chúng ta có cảm thấy hay không ạ? Có khuê không ạ? Có mê không ạ? Chúc một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và cảm ơn tất cả.